cái này. Cá lồng tông nha các bạn. Chào. Bên này người ta chạy đáy. Cái này là ngoài sông lớn hả hả thím? Dạ. Chạy đáy nha, nha. Cá lồng tông nha các bạn. Sông Mỹ Thuận nha. Vậy là thuộc sông Tiền rồi. Cái này mình phải lựa ra nữa hả? Đó. Phải lựa ra. Từ mấy giờ tới mấy giờ mà tới mà mới có cá này? Vậy sao? Là lưới dưới sông đang giặt đấy ha. Dạ đang quay nè, con xin quay chơi cho bà con. Cái này cá lồng tông nha các bạn. Cá lồng tông này khô khô là hết sảy đó. Đó. Cá lồng tông nha. Bây giờ là nó tiện hơn hồi xưa là nó có nước đá ướp nha các bạn. Chứ hồi xưa là như vậy là hơi cực à. Đổ ra đổ hết trơn rồi. Trời ơi. Có hết cá rồi. Cá mồng gà nhiều không? Bán cho ông mớ coi. Cái này làm sẵn đi về nữa có gì đi ngang đưa được không? Cá mồng gà bự bự đó. Ha, nhớ biết nhà mà hả, hả cô. Biết nhà mà phải không? Chị chỗ phế liệu á. Con viện nhỏ kia nó biết. Cái số huệ chúng chính hưng cầm răng đó. Ngay chỗ phế liệu đó. Cá mồng gà đâu đưa cho vợ con cá mồng gà ghê quay cho bà con nhớ quê người ta coi. Đây cá mồng gà đây. Cá mồng gà này nha các bạn. Đó, cá mồng gà đó. Cá mồng gà này nha. Đây con thấy nó biết mà. Hằng biết mà. Hằng có mua gạo mua tiếp giờ mà Hằng. Tiếp vậy. Phải Hằng không? Hằng kia. Kia hả? Đó. Chưa gửi xe cái con. Coi sớm chài nha các bạn. Bữa nay dắt rồi. Cho quay chút nha Hằng. Hằng mất tiêu rồi. Hằng ơi Hằng. Nhớ có cá mùng gà bự bự á. Cô làm cho chú mớ rồi cái gì đi ngang đưa giùm. Làm cho con nha. Ờ, làm cho chú. Ừ. Nhiều lấy mấy chừng ăn ký nhiêu tiền rồi bán cho chú ký đi quay rồi cho bà con xa quê rồi nhìn thấy cá hả? Cá lồng tông này nha các bạn, này cá lồng tông nha các bạn. Mua ở đâu tín gạo có gì mua tiếp giùm mấy ha. Em này là ai hả? Em chồng hả? Giờ chồng đâu? Ừ. Để coi người ta giặt lưới nha trời. Đó. Ừ. Làm sao xuống ta? Ừ. Nhớ cá mùng gà cho bự bự đó nha. Cá mùng gà cho bự bự đó. Rồi Hằng nó biết rồi, nó có làm giùm nha thím. Cách sơn luôn nha các bạn. Cá này là kho lạc hả? Kho lạc. Đưa lại gần con cái thím. Nè, cá sơn nè. À, cá sơn. Cá mà vinh nè. Cá mà vinh nè. Cá dảnh nè. Ừ, có con mớ. Mẹ có hùng gà. Ừ. Để đây có rồi cá sơn cá mà vinh. Có hùng ở đây đây. Ờ. Giờ nhớ đổ gạo nha, chứ không có mua không à. Đổ gạo. Con ký cá mùng gà chưa đổ gì vậy đâu. Rồi 2 ký đi. Mua chục cái lồng tông đi mình đổ được trời. Chục cái. Coi giặt lưới trời. Ê bước dễ không mấy, sụp không? À. Đó, giặt lưới nha, vậy đi nha các bạn. Đó, giặt lưới. Chặt tay. Đó giặt lưới là như vậy đó nha các bạn. À, coi cho người ta coi giặt lưới làm sao. Đó giặt lưới là vậy đó. Cái này ở đây chứ đâu đi làm đâu hả Cường? Làm lưới nữa không phải không?
đó, đằng kia nữa nha các bạn. Đó, giật lưới là gì đó. Cái này là gọi là đáy hồi xưa đó nha các bạn. Mấy giờ tới mấy giờ? Mấy giờ tới giấc này phải cuốn lên. Chảy đáy không mấy giờ? 6 giờ sáng hả? Thì nó phải có cái đục phải không? Đó, đằng này cũng giật lưới nữa nè các bạn. Đó, dùng đồng bằng cho các bạn coi nha. Đó, ghê. Yeah. Đó, dùng quê của mình đó nha các bạn. Đó, nhà sàn đó nha. Cũng còn sót lại nhà sàn nha các bạn. Đó. Tối có thả lưới giăng câu gì không? Cho mình đi theo một bữa coi. Sao? Sống dữ lắm hả? Đó. Giật lưới nha các bạn. Đó. Cái này là nghề nha các bạn. Nó còn sót lên rồi nha. Đó. Cá lồng tông. Đó. Ô mà làm cái này khỏi tập thể dục rồi nha. Giờ cái này sáng có vợ nó có cho 10.000 uống cà phê không? Không có cho hả? Chứ nó không có cho được 5.000 nữa hả? Thì 5 giờ phát tiền cho nó đi. Cô lấy cái miếng chập giò đang nhìn thấy mặt cô cái cô. Đi ra ngoài ngoài có ai bán gì đâu mà mua mà cho tiền. Không có. Sáng sớm lấy cái miếng chập giò ngay chỗ mặt cô á. Cô ơi. Lấy chỗ miếng chập giò cho gặp cái. Vậy à, sáng vậy là phải đem cơm theo hả? Đó, giật lưới đó nha các bạn. Giống như là trên chỗ Bắc Cao Lãnh hồi xưa mà người ta chảy cá linh vậy nha các bạn. Cái này cá lồng tông nha. Cá lồng tông, cá cơm, có cái gì dính cá nấy. Đó. Nhịp sống đồng bằng nha. Đó, người ta giật lưới là như vậy đó nha các bạn. Ráng coi giùm mình bị mình đi ngang gặp mình quay đó. Đó, dùng sông nước thì phải người. Giờ chiều có làm sĩ nào không mới chịu nổi lạnh thấy mẹ. Dạ. Uống lít á. Vậy sao uống lít không hả? Đó. Đồng bằng là đó, giặt lưới là như vậy nha các bạn. Hồi đó người ta giặt lưới cá linh cũng vậy đó. Đó. Cho nên các bạn có đó, cái nhịp sống đồng bằng mình là như vậy. Bây giờ nó đỡ con cái là mấy cái thùng mút này nè, là thùng chứa nước đá nha các bạn. Cho nên cá nào có thì nó cũng đỡ. Nó không có xài mấy cái như hồi xưa. Dùng này là sông nước người ta hay lắm. Đó. Tao lặn xuống dưới lắm. Không lạnh anh cho nội. Trời ơi, lạnh cái gì, nó chết lạnh cái gì. Giặt lái mệt, chết là lạnh. Bữa nào cho đi theo coi quay bữa cơm gia đình bữa nha. Bữa cơm ngoài. Sáng nay nè. Sáng nay có ai đưa ra giùm không? Sáng nay hả? Có mấy giờ ăn cơm nữa, tôi biết, tôi ra tôi quay coi. Sáng nay hả? Sáng nay giờ mãi có 50 ngàn gì. Trời đất ơi. Không đến đổi. Không thì về ra chừng tiếng hồ vô chứ ở ngoài chi. Vô có thầy đợi. Được, 50 ngàn được. Mày đưa hả? Thôi mày đưa chắc không có công quá. Ô mày đưa có công kiếm mày nữa quá. À. Lưới đó nha các bạn. Dùng sông nước là như vậy đó. Đó, giặt cái gì cũng mỏi tay lắm nha các bạn. À.
giặt gì là mỏi tay lắm đó nha, mỏi tay dữ lắm á. Ơi đó, ta lặn đó dùng sông nước, người ta lặn giỏi lắm nha các bạn, ta bơi người ta lặn giỏi lắm, chứ không phải giống như mình là sợ nước. Đó. Sao ông Cường nó còn nữa mà sao nó bỏ ông lại? Đó, đằng kia nữa kìa. Đây Phước. Thôi kết thúc nha các bạn. Chào nha. Thấy ngày mọc có làng nghề nha các bạn. Ơi chào, mình xin chào.